Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Hero 3, một mẫu xe đạp địa hình giá rẻ cấu hình của S-Jam X4, một thương hiệu phụ tùng xe đạp cũng khá là nổi tiếng của Mỹ, được trang bị khung nhôm lớp sơn nguyên bản đến 26 inch, nhập khẩu những chiếc chính hãng XDS Hero 3, thương hiệu xe đạp khá là quen thuộc với các bác chơi xe đạp. Thương hiệu luôn cho những chiếc xe giá rẻ và cấu hình cao. Được trang bị bộ chuyển động Shimano S-Jam X4 và dòng bình dân S-Jam rất là nổi tiếng của Mỹ, được sử dụng rất nhiều. S-Jam được sử dụng rất nhiều tại những cái thị trường châu Âu như Mỹ, Pháp, Đức. Châu Âu người ta cũng chuộng những cái dòng này hơn là dòng Shimano. Đĩa 3 tầng. Phần ghi đông của xe cũng được trang bị bộ tay bấm của S-Jam X4, bộ phanh dầu Techtro. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xoay xa từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa cọc yên tâm cổ phốt là 55 cm. Xoay xa của các bác từ khoảng 1m5860 đến 1m70 thì phù hợp. Chiếc xe đang bán bên em mức giá thì là 5,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Và bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được các thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của năm đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.